Ok, và các bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi một con nhân vật mới có tên là Undead Samurai. Con nhân vật này thì là một con nhân vật mới ở trong phần Good Shop và Steam các bạn nhé. Ai muốn chơi thì có thể vào Good Shop và Steam đăng ký về để chơi thử. Con nhân vật này thì có đặc điểm là sẽ bắt đầu với một cái Decaying Body, tức là nó sẽ sinh ra những cái con ruồi bay quanh xung quanh mình ấy, và nó sẽ gây cho mình mất máu ấy, mất máu một máu mỗi giây thì phải. Mình nhớ là như thế. Con nhân vật này còn có đặc điểm nữa là cộng 10 hồi máu, cộng 10 hồi máu này, và max HP khi mà các bạn tăng thì sẽ được cộng thêm 25%. Nhược điểm của nó, cái hạn chế của nó là sẽ trừ 10 speed, trừ 10 tốc chạy này, và trừ 40% attack speed. Hút máu hút máu sẽ bị giảm đi 100%. Cái item mà Decaying Body kia nó còn có một cái nó còn có một cái bất lợi nữa là khi mà các bạn có nhiều nhiều máu ấy thì nó sẽ trừ tốc chạy của các bạn đi, đúng không nhỉ? Hình như thế đấy, nhưng khi mà các bạn có nhiều máu thì nó sẽ trừ tốc chạy các bạn đi đó. Còn khi mà các bạn không lên máu thì đương nhiên là các bạn sẽ ít máu rồi, còn nếu như mà các bạn muốn lên thật nhiều máu thì tốc chạy các bạn chắc chắn sẽ bị trừ đi đấy. Nếu như mà các bạn muốn chơi theo cái kiểu mà bị âm tốc chạy, bị trừ tốc chạy đi rất nhiều mà vẫn có thể ok được thì cái item tốt nhất cho con này là cái ghế sofa. Còn không thì các bạn có thể lấy được cái item gì đó mà nó tăng cả attack speed và tốc chạy qua nhau ấy, thì cái đấy nó sẽ hay hơn, là nó sẽ mình thì mình chơi theo kiểu đấy, chứ mình không chơi theo cái kiểu là lấy ghế sofa, bởi vì nó không ra ghế sofa cho mình. Và vũ khí mình sử dụng trong video lần này nó có là cái grid bow. Thì cái vũ khí này thì bắn tầm xa, với lại đam của nó là đam tầm xa và đam máu. Nó còn có hai cái vũ khí đi cùng với con nhân vật này nữa, đó là cái đao và cái kiếm katana. Nhưng hai cái vũ khí này thì mình sẽ làm một cái video khác nha các bạn nhé. Thì video lần này mình chỉ chơi cái cung thì thôi. Ok, vào video thôi các bạn ơi, let's go. Chơi cung đây. Cung bắn nhanh thế, cung bắn nhanh ác luôn đấy. Ui, con này chơi cung hợp lý này, bắn nhanh quá, không nhìn thấy cung đâu luôn đấy. Rồi ba đam à, ba máu, một cung nữa này, một cung nữa này, hai cung này, ba cung luôn, lắm cung thế. Ui, trừ mỗi 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 máu một giây trừ nhiều thế nhỉ. Ô sao cái cung này nó tăng máu ấy chứ không nhỉ? Cung này là hệ primitive, tăng máu hay tăng đam, heavy tăng đam kìa. Bảo sao mình thấy mình nhiều máu, nhưng mà nhiều máu thì tốc chạy của mình lại chậm lại. Mà 5 attack speed à, 3 máu à, lấy 5 attack speed đi, tăng thêm một tí attack speed. Ủa, cái cung thì bắn, cái cung này cái tốc độ đạn đi, cái tốc độ tên đi của nó rất là nhanh nhá, bắn veo 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 phát là mất tích luôn rồi. Xong wave 3 này. Hút máu à. 5 attack speed. Vẫn 5 attack speed. Một cung nữa đi. Trừ 1 mini dam lên 8 harvesting. Lấy được. Cung nữa đi. 6 cung à. Ok, 6 cung rồi. Wave 4 này. Ui, 30, 40 máu. Ui, nhiều máu thế nhỉ. Cái vũ khí này cộng nhiều máu đấy, nhưng mà cộng nhiều máu thì tốc độ lại giảm đi, có gì đâu mà. Này cần thêm một tí tốc độ đánh nữa. Tốc độ bắn đang bị giảm đi 40% nên là bắn hơi chậm. Rất cần thêm tí tốc độ bắn. Ôi, không bắn được con cầm hòm rồi.
một đâm dài, từ từ lấy hai đâm dài, một cung nữa này, chơi một cung nữa luôn, một cung nữa này, nhà tránh cộng một này, ui trừ bớt của mình 18 speed rồi, trừ nhiều speed thế nhở. Trừ nhiều speed thì mình chơi cho kiểu trừ nhiều speed vậy. Tí nữa mà lên được khoảng 100 máu thì có khi là âm phải đến 50 tốc chạy à. Rồi, kết thúc quê năm này. Cút máu. Hai hồi máu đi. 10 lắc này. 10 attack speed này. Này vẫn giữ lại này. Tiếp tục này. Kể ra cái Prototon này của game này, game Prototon này dạo này nó update nhiều mod phết ấy. Trên Steam thấy update ở workshop nhiều mod phết, khá là hay chứ. Nhiều mod khá là như cái mod nhân vật này chẳng hạn, cũng là một trong cái mod khá là thú vị ấy chứ, đùa đâu. Rồi xong quay 6 cái đã, 45 máu cả. Bỏ cái này đi. 9 tốc chạy này. Không, 4 hồi máu đi. Trừ 25 máu. Tăng 10 giáp, 12 đam và 5 tốc chạy. Chơi luôn. 25 máu. Chơi luôn. Đấy, giờ còn có 13 máu thôi. Tăng thêm được đống giáp nữa. Giảm máu đi còn hồi lại cả tốc chạy cơ. Chạy nhanh hơn với nhiều luôn. Ôi con này đẻ rồi à. Ui ui, ít máu quá, ít máu quá. Ôi, ít máu quá. Ui, giờ bắn như thế rồi mà không chết được con thầy. 5% đam này. Ồ, đây 3 hồi máu đi. 5 giáp. Lấy được, này lấy được. 20 rain nè. Máu cover lấy được, rain lấy được. Trừ đam với odd thì âm, không. Dot không muốn odd, dot âm một tí nào. Ui ui ui, bắn như thế mà không giết được mấy con này, đam mình yếu thế nhở. Chết rồi, đam yếu rồi. Đam yếu rồi, đam yếu khó chơi rồi. Đam hơi yếu rồi. Hút máu 15 lắc. Đương nhiên là phải 3 đam dài rồi. Dot à. Một cái cung nữa này. 7 đam trừ 3 speed. Kỹ sư cộng 1 đi. Một cái cung nữa này, giữ lại ok. Tiếp tục này. Quay 9.
Ui bắn yếu quá, bắn đam yếu quá. Có 27 đam thế này. À cơ bản máu mình cũng yếu. Cái cung này nó bắn được cả đam máu nó, cho nên máu mình đang yếu thế nên là đam chắc chắn nó sẽ yếu rồi. Ôi 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 ôi, tưởng phải chết ạ. Ôi ôi, ôi 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 ôi, mày quá không đi đấy, ở đấy mà đi này, chết luôn. 9 né tránh à, lấy 3 hồi máu cơ, lấy 2 giáp cơ, một cung nữa này, 9 mạng này, quả à, ăn cái nổ bồm này. Cung tím này, hồi máu tăng thêm này, 6 lên đam này, tiếp tục này, bắn được có 2 mấy đam này, 3 mấy hay mấy đam này, không ăn thua rồi. Để mấy con bay bay loạn quá. Kể ra đừng làm mấy con bay bay, đừng có cái tầm này có phải ngon không? Chứ mấy con bay bay loạn quá. Làm cách nào để bỏ được cái item đi không? Giờ cần lắm một ông nào đó, ông ấy pháp sư Trung Hoa, ông làm một cái boss mà có thể bỏ được item đi, nếu như mà mình không ăn muốn này. Thì ngon này, cộng 15 máu, tao trời luôn, 15 máu đến hơi nhiều đấy. Này lấy này. Trừ 3 speed tầm 10 crit chain à. Crit chain là cái gì? Cung này. Chơi cung luôn này. 5 giáp này. Cung giữ lại này. 38 máu này. Đấy. Bây giờ vừa có thêm giáp vừa có thêm máu này. Để xem nó đam biết như nào này, chịu đựng như nào nào. Với 11. Ôi 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 ôi. Ôi 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 ôi. Con này được cái là lên máu thì hồi máu lại thì nhanh. Vừa nãy mình có mười mấy máu rồi, bây giờ mình lại lên được 40 máu rồi, nên là con này lên được máu rất là nhanh. Lấy máu với con này rất dễ luôn. Ôi ôi, khó chịu đấy, khó chịu đấy. 375, 9 máu này, 52 máu này. À, 3 đam dài này. Một cung nữa, quay này bắn elite à. Một đam với 5 lắc. Ok. 30 rain à. Thôi, rain thì bỏ đi. Nè, bắn elite nhá. Quay 12 bắn elite này. Bắn như thế từ nãy giờ mà không ăn thua. À gần chết rồi, gần chết rồi. Mình dí sát người nó thế, mình bắn thế cơ mà chẳng lẽ lại không ăn thua. Ơi bị điêu. Ấy bắn như thế này cơ mà. Dí sát đít con elite mình bắn luôn. Ủa con này giờ nó trâu. Con nhân vật này của mình giờ nó trâu.
Mình lên nhiều giáp cho nó nên bây giờ nó trâu dã man. Quái động vào mất có 5 máu này. Ôi rồi 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 rồi. Oh man. Từ từ nhá. Cái item này cộng 1 speed cho mỗi 2 attack speed. Ngon. Mình không biết mình có phải lấy cái item ấy đã. Cái này thì cộng cái này cộng được, chơi được. Cái này lấy được. Hết âm chưa? Cái này giữ lại nhỉ? 155 8122. Cho nó vẫn giữ lại. Mình vừa lấy được cái item này. Cái item này là cộng 1 speed cho mỗi mỗi 2 attack speed mà mình có đúng không? Và cộng 2 attack speed cho mỗi tốc chạy mà mình sở hữu. Ok, cái còn cái item này là cộng 500 XP, cộng 100 quái. Cái này ngon này, hai item này ngon này. Quên 13 này. Đợi chút, tí nữa mình lấy thêm attack speed. Bọn này chết với mình. Bắn cho biết thế nào. Biết thế nào là samurai luôn. Ôi giờ chạm mất 7 máu rồi. Nhưng mà hồi máu kịp mà. Hồi máu sao lại còn ăn quả nữa. Thoải mái. Ôi giờ mình lao vào giữa đám đông, giữa bọn quái này luôn cũng được. Cũng sợ luôn. Rồi ok xong, quê 13 xong. Tăng 2 máu, 5 đam. Quái thì cộng thêm 5%. 10 attack speed, 3 giáp. 10 attack speed. Lấy 10 attack speed đi. Giờ attack speed của mình nó không bị âm rồi đúng không? Thì cái này là cộng 5 tốc chạy. Cộng 1 speed. Cộng 5 speed. Này với mình chưa attack speed. Cái này. Attack speed dương rồi này. Cái này là cộng 5 máu trừ 3 đam. Trừ 6 đam cộng mới thích. Vẫn lấy cái này thêm. 20 attack speed. Tốc chạy đang không bị âm. Ok. Quay này thì bắt đầu bắn nhanh hơn này. Đấy, bắn nhanh hơn này. Ôi. Nhưng mà mình giảm đi, giảm đam của mình đi khá nhiều rồi. Nhiều con bắn đạn thế. Đồng đấy, đồng đấy, quái đồng đấy. Không sao, mình lao vào giữa được mà. Mình lao vào giữa cũng được. Không bị trừ đám bao nhiêu máu đâu. Không, mình hồi lại được mà. Mỗi lần mình động vào có mất có 8 máu thôi. 8, 9 máu thôi. Bắn 3, 2 cây rồi nào. Đấy, mày quá. Nè, bắn 2 cây đồng hòm này. Cộng 15 attack speed. Chơi luôn. 15 attack speed nữa này. Thành 50 attack speed rồi. Lấy thêm cái này nữa. Cái cung này lock vào. Roll một phát. Tiếp tục. Nào bây giờ tốc chạy không bị âm rồi. À không, tốc chạy tí nữa mà mình lên máu thì vẫn bị âm. Nếu như mà mình lên tốc chạy. Quay 15. Bắn nhanh hơn mà, chắc chắn là sẽ bắn nhanh hơn luôn. Tự dưng nó lại ra được hai cái tầm đỏ kia. Nó kết hợp với nhau. À không phải kết hợp với nhau mà là nó hỗ trợ khá là tốt. Một cái thì nó tăng thêm attack speed và tốc chạy, một cái thì nó tăng thêm dam. Nói chung là tăng công. Tăng về khả năng công là nhiều. Thổ thì không tăng lắm.
Rồi cộng giáp đây, cộng giáp, cộng giáp. Ôi 6 máu ạ. Mình đang muốn cộng giáp cơ. 3 giáp này. Hút máu, hồi máu này. Một cái cung này nữa này. Đam may mắn này. Cái này thì cộng speed à, trừ 3 giáp. Cộng speed nhưng mà sẽ tăng tốc độ bắn đúng không? Đúng 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 đúng. Tốc độ bắn sẽ cao hơn. Giáp thì thôi trừ 3 giáp cũng được, bù mình sẽ bù về sau vậy. Hiện tại giáp của mình đang là 19 đúng không? 19 trừ đi 3 còn 16. Ôi cái cung thì bắn cái nó bách kinh thế. Rồi, 644 material. Cộng speed cộng đam kỹ sư trừ hai tịnh. 12% đam. À mình lấy 3 giáp đi nhỉ. Mình lấy 3 giáp đi. Để cho nó bù cái kia luôn. Một cung trắng. Một cái này, một cái này. Một cái này nữa. Nào, bây giờ attack speed sẽ tăng khá khá rồi này. Wave tiếp theo, wave 17. Ui, giờ bắn nhanh hơn rồi đấy. Chạy nhanh hơn nữa. Bắn hơi gần tí. Bởi vì mình đang không nên không lấy nhiều tầm bắn. Lấy kiểu hồi máu nó cứ mất trong này một mất trong hồi mất này hồi. Lấy thêm nhiều tí hồi máu nữa thì ngon. Hồi liên tục luôn, quái động vào là không sợ. Ui 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 ui. Đông đông mà nó động vào mình nó đau phết đấy. 15 lắc, 15 harvesting. Bỏ này đi, 3 giáp nữa này. Thêm tí quái đi. Đam mít này. Ồ cái này ngon này. Giữ lại luôn này. Tiếp tục tiếp tục tiếp tục. Quay 18 này. Ôi bắn từ từ bắn mấy con chạy chạy đã. Tiếp đông thế. Đông thực sự ạ. Từ từ áp sát con này đã. Thề mấy con chạy chạy đông quá, không áp sát kịp con elite rồi. Thề mấy con chạy chạy đông thế. Chúng mày ra tao bắn con elite coi. Ui nó đông thế nhở. Từ từ khoan đông quá. Ui ôi. Ui ôi. Không kịp bắn con elite rồi các bạn ơi. Không kịp để bắn con elite ý. Mấy con kia nó đông quá. Bốn hồi máu này. Cái này này. Đam may mắn để giữ lại cũng được. À, cái đam may mắn. Đáng ra quả đấy mà có cái có cái hút máu ấy, có cái hút máu thì mình tự tin hơn đấy. Có cái hút máu thì mình sẽ tự tin mình lao vào con quái, bọn quái nhiều hơn ấy. Nhưng mà không có cái hút máu cho nên là bắn nó hơi khó một tí. Nên là phải giữ lại một lúc để cho nó hồi máu chứ không thì cứ lao vào là chơi được à.
không có cái hút máu nên là cũng hơi khó sợ lao vào. Bởi vì lao vào máu nó hồi không kịp ấy. Có cái hút máu thì nó tốt hơn. Cho những cái trường hợp mà cái lao vào như thế là phải có cái hút máu. Mà con này để không chơi được hút máu một mình. Đông thế nhở? Sao đông vậy? Đông dễ sợ luôn ấy. 4 hồi máu nữa này. Đam may mắn này. Cung à. Combine này. Ờ 4 máu trừ Renton 6 đam. Cái này tăng thêm máu trừ dot. Dot của mình đang ít, chơi được. Có lẽ là con nhân vật này thì mình chỉ chơi đến Way 20 các bạn nhá. Mình sẽ không chơi Elite. Ok. Như nào, solo nào. Có tốc chạy, có cả tốc bắn này. Solo này. Như nào. Nói cho nào. Ok vào đây. Như nào. Ôi giời. Ok, hai con đấy. Mình đã phải solo với cả hai con đấy. Đám nhãi nhét này. Tránh ra cho nào. Ôi, bắt đầu nó bắn đạn này. Ôi, sao bắn mình gần chết rồi. Ôi, đây rồi, máu ấy rồi. Tụ điểm máu ấy rồi. Ôi, kìa. Ôi, may quá. Hên thế. Còn con nữa. May quá, mình phải đi ra cái chỗ nhiều quả này chứ. Quả đấy mà không ra cái chỗ nhiều quả này thì đúng là đi. Nào vào đây. Đâu rồi. Chắc chắn là giết được luôn. Ok, ôi trời ơi. Thề cái pha mà nó dồn mình tưởng mình đi rồi cơ. Nhưng mà tự nhiên mình lại ra được cái chỗ mà nó cái garden này. Cái vườn quả này, cho nên là mình hồi máu kịp chứ không thì của đấy đúng là đi luôn, còn đúng lúc 10 máu ạ. Sợ thật. Ghê thực sự ạ. Đó, đây là con nhân vật mod mới ở trong workshop của Steam cậu nhá. Nếu ai mà thấy con nhân vật thì thú vị thì có thể tải workshop ngay về để trải nghiệm. Ok. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của mình. Nếu thấy hay để lại thêm một like và subscribe kênh. Và đừng quên comment số 10 bình luận và ấn dấu kết tiếp cho các bạn xem nhé. Bye bye, see you again later.